Một buổi chụp hình cưới ngoại cảnh tại Cần Thơ sẽ diễn ra như thế nào? Hi, chào mọi người, ngày hôm nay thì mình mời mọi người cùng theo chân mình đi chụp hình cưới tại Vincom Plaza Xuân Khánh Cần Thơ nha. Để đón được bình minh ở một cái góc chụp siêu đẹp như thế này thì chúng mình sẽ chủ động hẹn khách hàng make up tại cửa hàng vào lúc 4 giờ sáng. Sau đó thì toàn bộ ekip cũng như là dâu rể sẽ di chuyển bằng xe của công ty đến phía sau của Vincom để thực hiện những shot chụp đón bình minh này. Ekip chụp hình bên riêng của tụi mình gồm có một anh photo, anh sẽ hướng dẫn cho dâu rể mình cách tạo dáng nè, rồi hoặc là lựa những cái góc chụp thật là đẹp để cho dâu rể mình có một cái bộ hình cưới thật là xuất sắc. Sau đó là một bạn make up, có thể là mình hoặc là một bạn nào đó khác trong 20 bạn make up bên riêng. Chúng mình sẽ cùng nhau trao đổi và thảo luận với khách hàng để lựa chọn ra những layout make up và tóc phù hợp với trang phục, khuôn mặt và sở thích của khách hàng, cũng như là đi theo khách khe cô dâu trong suốt quá trình chụp hình. Ngoài ra còn một phần không thể thiếu nữa của ekip chụp hình bên ren đó là bạn hỗ trợ. Váy bên ren của mình đa phần là váy xòe to công chúa, rất là nhiều tầng và lớp, thì bạn phụ sẽ trải váy nè và cùng chúng mình bổ trợ lẫn nhau để tạo nên một buổi chụp hình cưới hoàn hảo nhất có thể đến với khách hàng. Thì sau cái thước phim này thì mình mong muốn các bạn sẽ có thêm một gợi ý nữa về một điểm chụp ngoại cảnh tại Cần Thơ cũng như là một cái studio cưới cho ngày trọng đại của mình. Bye.